sẽ tiếp xúc thêm với nhiều các cái phần cạn bẩn thì khi đó chúng ta cần phải sử dụng thêm ba cái quả lọc thô để có thể lọc lốt các cái cạn bẩn đó để Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Ngọc Gia Ban à, 70% cơ thể của chúng ta là nước cũng như là các bác sĩ thường xuyên khuyến cáo là mỗi ngày chúng ta cần phải lạp cho cơ thể là 2 lít nước tối thiểu mỗi ngày Và theo như dân số hiện tại trên thế giới thì các bạn cũng có thể thấy là Nhật Bản là một trong cái nước mà họ có cái tháp chỉ số già rất là cao Điều đó chứng tỏ rằng về cái sức khỏe của họ rất là tốt Bên cạnh đó thì họ có những cái thiết bị chăm sóc sức khỏe kề cận Để phục hồi sức khỏe cũng như là nâng cao về cái thể chất của họ và một trong những cái thiết bị đó thì không thể kể đến là Máy nồng nước tạo kiềm Và máy nồng nước tạo kiềm này thì nó có những cái tính năng công dụng như thế nào Và nó được bắt nguồn ra sao Ngày hôm nay thì uh, trong clip này Ngọc Gia Ban sẽ chia sẻ cho các bạn Về cái nguồn gốc xuất xứ Cũng như là về cái tính năng công dụng của những cái mẫu máy nồng nước tạo kiềm Thì uh, về cái nguồn uh, gốc xuất xứ Đó chính là từ những năm 1931 Thì người Pháp họ có những cái uh, khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái rất là đông đảo các khách hàng đến các du khách đến để có thể là trải nghiệm và tham quan và sau khi mà họ có một cái nguồn nước ở đấy khi mà họ uống xong thì rất nhiều các du khách có những cái tình trạng bệnh mãn tính họ được cải thiện cũng như họ cảm thấy khi mà uống cái nguồn nước này vào họ cảm thấy sảng khoái cũng như là tốt cho sức khỏe hơn và khi đó thì các kỹ sư người nhật họ đã biết được cái thông tin này À, lúc đó thì họ đã đến để họ nghiên cứu về cái nguồn nước này xem nó có cái gì mà tin đồn lại lớn đến như vậy và khi mà họ đến kiểm tra thì các kỹ sư người nhật thấy trong cái nguồn nước uh, ion kiềm nó uh, trong cái nguồn nước đó thì nó có những cái uh, luồng ion và luồng ion đó thì họ đặt ra đó chính là cái luồng ion kiềm họ đã so sánh với những cái mẫu nước sạch bình thường và cái uh, luồng ion kiềm đến bây giờ thì theo tên uh, khoa học họ gọi là cái acalin theo tên tiếng Anh và sau đó thì các kỹ sư người Nhật họ lại nghĩ ra rằng là uh, chúng ta phải làm thế nào để có thể sử dụng được cái nguồn nước ion kiềm tại nhà thì uh, từ lúc đó họ đã thiết kế ra những cái mẫu máy lọc nước uh, tạo kiềm uh, để có thể là sử dụng cái nguồn nước kiềm ngay tại nhà và trong clip ngày hôm nay đây đó chính là những cái mẫu máy lọc nước tạo kiềm tại Ngọc Gia Ban và về cái tính năng cũng như là về cái công dụng của những cái mẫu máy nóng nước tạo kiềm này ra sao thì cái nguồn nước thường ngày của chúng ta đó chính là mua tại các cái nhà máy cung cấp nước và khi mà cái quá trình vận chuyển từ các nhà máy cung cấp nước tới đến gia đình của chúng ta thì nó sẽ qua một cái quá trình rất là dài và sẽ tiếp xúc thêm với nhiều các cái phần cạn bẩn thì khi đó chúng ta cần phải sử dụng thêm ba cái quả lọc thô để có thể lọc lốt các cái cạn bẩn đó để tạo ra nước sạch và đối với cái nước sạch đó thì chúng ta có thể sử dụng và không ảnh hưởng gì tới cơ thể nhưng mà khi chúng ta có một cái lượng nước kiềm thì không chỉ là nước sạch mà nó còn là một cái lượng nước mà để tăng cái sức đề kháng cũng như là cải thiện cho sức khỏe của chúng ta và trong video ngày hôm nay thì Ngọc Gia Ban đã chuẩn bị sẵn ở đây đó chính là ba cái mẫu nước mẫu nước đầu tiên đó chính là cái mẫu nước axit mẫu nước ở đây đó chính là mẫu nước trung tính hay chúng ta còn gọi là nước RO và mẫu nước thứ ba đó chính là cái mẫu nước kiềm và chúng ta có thể thấy đối với những cái mẫu nước kiềm thì nó sẽ có những cái hạt ni-ti nó bám trên cũng như là nó di uh, di chuyển ở bên trong cái nguồn nước và lúc này thì uh, chúng ta có thể thấy rõ được cái sự khác biệt giữa hai cái nguồn nước này đây các bạn có thể thấy khi mà ngọc Gia dạ ban soi cái chiếc đèn vào thì chúng ta có thể thấy rõ hơn về những cái lượng ion kiềm khi mà nó bám trên cái uh, bề mặt của cái chiếc cốc cũng như là khi mà so sánh sang cái nước trung tính và nước axit thì với hai cái mẫu nước này thì nó sẽ không có được những cái nguồn ion kiềm. Và ở đây Ngọc Gia dạ Ban cũng đã chuẩn bị thêm sẵn một cái lọ nước thử để cho các bạn có thể xem rõ hơn. Đó chính là về các cái tính chất của cái nước kiềm. Khi mà Ngọc Gia dạ Ban rủa lọ thức thử vào ba cái mẫu nước thì chúng ta có thể thấy đối với mẫu nước axit nó sẽ xuất hiện là mảng màu vàng cũng như là ở đây nó sẽ liên quan tới rất nhiều các bệnh tật và nó gây hại cho sức khỏe cũng như ở đây nó sẽ là một cái lượng nước trung tính. Ở đối với cái lượng nước trung tính ở đây chúng ta có thể so sánh màu ở đây. Lượng nước trung tính này đó chính là cái lượng nước RO của chúng ta. Và sang bên này thì nó chính là cái lượng nước kiềm mạnh. Nó đạt cái cực màu tím ở tầm khoảng độ 8 cho tới 9 chấm và các bạn có thể thấy ở đây để so sánh. Và với những cái lượng nước kiềm này về cái tính năng cái công dụng của nó rất là đảm bảo cũng như là rất tốt cho sức khỏe. Từ việc 8.5 thì sẽ là nước dành cho người mới bắt đầu. 9. thì sẽ là cho người tuần hai cũng như là khi mà chúng ta nấu cơm. 9.5 khi mà chúng ta thường xuyên nước uống khi mà chúng ta đã quen rồi. Cũng như là lượng nước 10 cho tới 10.5 chúng ta có thể rửa rau củ quả. Và đối với nước nước 7 chấm đó chính là cái nước RO lúc trung tính thì chúng ta có thể là để cho trẻ em pha sữa cũng như là uống thuốc để không làm giảm cái tính chất cũng như là về cái tính năng của sữa. Và đối với cái dòng nước axit của máy thì nó sẽ là để phục vụ cho chúng ta rửa mặt cũng như là làm đẹp rửa tay và rửa bát và trong clip ngày hôm nay thì Ngọc Gia Ban đã chia sẻ cho các bạn về cái nguồn gốc xuất xứ cũng như là về cái tính năng của những cái mẫu máy và cái nguồn nước tạo kiềm và trong clip ngày hôm sau thì Ngọc Gia Ban sẽ giới thiệu cho các bạn chi tiết hơn về những cái mẫu máy lọc nước tạo kiềm để chúng ta có thể lựa chọn được một mẫu máy phù hợp và nếu như các bạn muốn sở hữu cho mình một mẫu máy lọc nước tạo kiềm hãy liên hệ với Ngọc Gia Ban qua số điện thoại 097 494 5555.